Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Time TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin rất là vui. Hiệp 1 trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp U20 Qatar vừa mới kết thúc và thật sự là rất là vui. Đó chính là U20 Việt Nam của chúng ta tạm thời dẫn U20 Qatar với tỷ số 1-0. U20 Qatar cũng được đánh giá cao hơn Việt Nam của chúng ta rất là nhiều. Trong xuyên suốt hiệp 1 thì U20 Việt Nam của chúng ta phải chịu trận. Nói chung là chúng ta giữ bóng ít hơn, chúng ta có cơ hội ít hơn và chúng ta phải chống đỡ những cái pha tấn công của đội bạn và có những cái tình huống hãm thành rất là nguy hiểm về thủ môn về phía khung thành của thủ môn Văn Bình của Việt Nam nha quý vị. Nhưng mà tới phút thứ 45 cộng 1, tới cái phút mà bù giờ đầu tiên thì từ một cái pha phản công rất là sắc lẹm, Quốc Việt đón đường chuyền của Văn Trường và xử lý tinh tế trước khi tung ra một cái cú dứt điểm hạ gục thủ môn của bên phía U20 Qatar, mở tỷ số cho U20 Việt Nam. Hy vọng rằng hiệp 2 thì Việt Nam của chúng ta sẽ có được một cái thế trận tốt hơn và sẽ giữ được cái lưới của thủ môn Văn Bình. Và nếu như mà chúng ta thắng trong cái trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn Việt Nam của chúng ta sẽ có được cái tấm vé vào chơi trận tứ kết, không cần đợi đến cái kết quả ở trận đấu cuối cùng gặp Iran. Ở hồi chiều thì quý vị và các bạn đã biết rồi, Iran đã bất ngờ thua Úc với tỷ số là 3-2 nha quý vị. Như vậy thì Iran hiện tại bây giờ sau hai lượt trận chỉ có là 3 điểm, Úc có 3 điểm và cái tỷ số này thì Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ đang còn là có 6 điểm bên phía U20 Qatar. Nếu như mà họ thua trận đấu này thì họ chắc chắn sẽ bị loại. Đó, họ sẽ chắc chắn sẽ bị loại và chúng ta chỉ cần một cái trận hòa ở trận đấu cuối với lại là Iran thì chúng ta chắc chắn sẽ có ngôi đầu bảng và chúng ta có thể sẽ né được Hàn Quốc ở cái vòng tứ kết. Đây là một cái điều rất là quan trọng và hy vọng rằng Việt Nam của chúng ta sẽ có được chiến thắng trong cái trận đấu tối hôm nay. Nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để cái động chuyển tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua. Hiện tại bây giờ thì Thái TV có xả một cái loa model, đó chính là Nanomax 15F3 600W, xả lỗ cho tất cả quý vị và các bạn với giá là 4,7 triệu. Quý vị và các bạn cứ gõ lên mạng và dò giá thoải mái thử xem cái giá đó có phải là cái giá mà xả lỗ hay không nha. Là quý vị và các bạn biết liền, đăng ký kênh, comment phía bên dưới, người đầu tiên sẽ được nhận cái loa đó với giá 4,7 triệu. Và cái loa nó chỉ có một cái mà thôi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn nhanh tay đăng ký để mà được nhận mua về một cái loa giá rẻ như vậy nha. Xin chào và hẹn gặp lại.